Khoa xây dựng trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được biết đến là khoa có bề dày lịch sử trong trường, một trong những đơn vị được thành lập sớm nhất từ năm 1992. Với nhiều giảng viên giàu kinh nghiệm chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao và gắn bó tận tâm với sinh viên, khoa xây dựng đã có thành tích đào tạo rất tốt cả về chất lượng và số lượng nhân lực đáp ứng thị trường lao động trong và ngoài nước. Gần 30 năm thành lập, đến nay, khoa đã có đầy đủ các chương trình đào tạo liên quan đến lĩnh vực xây dựng cho cả 3 bậc đào tạo trong giáo dục đại học là đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Bậc đại học, ngành xây dựng, văn bằng kỹ sư, ngành quản lý xây dựng, văn bằng cử nhân. Bậc thạc sĩ, chuyên ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng, văn bằng thạc sĩ. Bậc tiến sĩ, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, văn bằng tiến sĩ. Hiện tại, khoa có lực lượng giảng viên hùng hậu với đội ngũ gần 30 cán bộ giảng dạy được đào tạo từ các nước tiên tiến như Pháp, Nhật, Hàn, Bỉ, Hà Lan, Thái Lan. Gồm 4 phó giáo sư tiến sĩ, 13 tiến sĩ, 4 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh và 7 giảng viên là thạc sĩ. Về chuyên môn, khoa có 5 bộ môn sức bền kết cấu, bộ môn công trình, bộ môn địa kỹ thuật, bộ môn kỹ thuật hạ tầng và bộ môn quản lý xây dựng. Nhiều phòng thí nghiệm hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu học tập và nghiên cứu như phòng thí nghiệm sức bền vật liệu, cơ học đất cao cấp, địa kỹ thuật, thủy lực, trắc địa, vật liệu xây dựng, địa chất. Số lượng hiện tại khoa đang đào tạo khoảng 1.100 sinh viên hệ chính quy, trên 300 sinh viên hệ từ xa vừa làm vừa học, 30 học viên cao học, 2 nghiên cứu sinh. Khoa xây dựng đã trở thành một trong những đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học uy tín của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ thì các cái chương trình đào tạo của khoa thì đang theo các cái bậc chung với của nhà trường. Và cái nhiệm vụ của khoa đó là đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như chuyển giao công nghệ những cái lĩnh vực liên quan đến công tác xây dựng. Và chúng tôi cũng có các cái chương trình đào tạo từ cái bậc đào tạo đại học cho đến bậc đào tạo thạc sĩ và kể cả cái bậc đào tạo tiến sĩ cũng liên quan đến những ngành là kỹ thuật xây dựng và quản lý xây dựng. Thì hàng năm chúng tôi công bố khoảng 113 bài báo khoa học. Ví dụ như năm học 2018-2019 vừa rồi chúng tôi công bố với con số như vừa nói ở trên. Và thực ra nếu mà xét với một cái tỷ lệ thì đây là con số công bố rất là có ấn tượng với lực lượng số người như vậy và sinh ra được cái sản phẩm công bố như thế. Về những cái điểm mà đặc biệt của trong chương trình đào tạo của khoa đó, đó là nhấn mạnh đến cái yếu tố thực tiễn bằng những cái hình thức đào tạo giống như là cái khối lượng thực hành nó sẽ nhiều hơn và mời các cái doanh nghiệp tương tác với các cái doanh nghiệp rất là nhiều, để mà cứ hàng tháng chúng tôi đều tổ chức các cái chuyên đề để mời các cái doanh nghiệp bên ngoài về trình bày. Giảng viên và sinh viên của khoa đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong thời gian gần đây như thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp trường đến bộ và Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia NAFORTIT, công bố hơn 100 bài báo khoa học, thế mạnh là công bố bài báo quốc tế, là số ít đơn vị công bố bài báo chủ lực của trường. Sinh viên đạt nhiều giải thưởng các kỳ thi về học thuật cấp quốc gia như giải nhất Loa Thành, giải đồng đội và cá nhân Olympic cơ học toàn quốc, sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ. Ngoài tạo nối gắn kết giữa sinh viên đang học tập trên ghế nhà trường, khoa còn tạo gắn kết với cựu sinh viên qua các công tác cựu sinh viên như thực tập tốt nghiệp, tổ chức họp mặt cựu sinh viên, tổ chức giao lưu cựu sinh viên với sinh viên đang học, biểu dương thành công của cựu sinh viên cũng như tạo động lực, khích lệ cho các bạn sinh viên đang học. Chương trình đào tạo bậc đại học có rất nhiều nội dung thực hành, tổ chức báo cáo chuyên đề hàng tháng đến từ cựu sinh viên và doanh nghiệp đối tác. Các bạn sinh viên khoa xây dựng của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm thường hay đến công ty chúng tôi thực tập khoảng 2 đợt. Và qua những lần thực tập như vậy thì tôi cũng có để ý và thấy các bạn sinh viên của trường Đại học Mở có thể kiến thức nền cũng rất tốt. Ngoài ra thì các bạn rất là mạnh dạn, hòa đồng, siêng năng và chịu khó học hỏi những kiến thức từ thực tế để tích lũy trong quá trình thực tập. Kiến thức trên ghế nhà trường được quý thầy cô truyền đạt sẽ rất tốt cho các bạn sinh viên khi ra trường áp dụng vào thực tế. Nếu như các bạn có được một cái nền kiến thức thật tốt thì các bạn sẽ bắt nhịp với công việc rất nhanh chóng, còn ngược lại thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Với vai trò là một doanh nghiệp tư nhân ở ngoài thì tôi đánh giá rất là cao các bạn sinh viên Đại học Mở khi mà ra trường trong 4 năm học ở trường Đại học Mở với sự
dạy dỗ chỉ bảo của các đội ngũ thầy cô giáo viên trong trường, tạo cho các bạn một cái nền móng vững chắc. Và thì nhân đây thì tôi cũng xin chia sẻ thêm cho các bạn một vài cái điều để các bạn lưu tâm ghi nhớ. Đó là khi mà học thì các bạn phải học thật là chăm, học ra học, chơi ra chơi. Thứ hai nữa, đó là các bạn phải bổ sung cái vốn tiếng Anh. Vốn tiếng Anh rất là quan trọng, hầu như tất cả ai cũng biết cả. Các bạn phải học bồi dưỡng theo vốn tiếng Anh, đó là một cái để làm cho mở rộng cái khả năng tìm kiếm việc làm cho của các bạn sau này. Thứ ba nữa, đó là các bạn phải bồi dưỡng thêm cái kỹ năng mềm, đó là tham gia những cái lớp thuyết trình, những cái hội nhóm ở trong trường đại học mở, có rất nhiều hội nhóm, các bạn hãy tham gia vào để mà phát triển thêm cái kỹ năng mềm của mình, để sau này đó là một cái thành quả để sau này ra khi mà làm công việc thì các bạn có thể dễ dàng giao lưu và kết nối những các anh các chị trong công ty của mình. Và thứ tư nữa, đó là các bạn phải bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, đó là tính trung thực, chăm chỉ, cần cù, siêng năng. Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ khoa xây dựng trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh, 3537 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, phòng 705. Số điện thoại 0283838-6617. Email xây dựng@ou.edu.vn hoặc website ci.ou.edu.vn.